Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào các bạn nhé. Hôm nay mấy anh em soạn lại mấy cái câu chai lớn nha các bạn. Mình để thả câu cá tra, câu cá dồ mình thả bằng câu chai nha các bạn. Anh lấy cái dây nhỏ nhỏ tới đây. Hết dây rồi, còn dây. Chứ mua để xài. Mình còn sáng giờ lại được mấy chục chai các bạn. Chắc cả 30. 30 chai. Chiều mấy anh em đi thả câu cá tra nha các bạn. Mình thả câu vằn với câu chai luôn. Giờ mấy anh em sửa soạn xong rồi mình chút móc mồi mấy anh em đi thả luôn nha các bạn. Rồi. Giờ mấy anh em chuẩn bị đi thả câu chai này nha các bạn. Ở đây chuối. Nhiều chuối đây là mình thăm luôn rồi. Thăm chưa hết. Mình móc mồi xong rồi bắt đầu mấy anh em đi thả. Cái này mình thả xong cái tối mình đi thăm nha các bạn. Tối thăm mình móc mồi lại tại mình còn dư mồi nè. Tối mình thăm một chuyến. Giờ mấy anh em chuẩn bị đi thả luôn. Đó, xong rồi tối mình đi thăm mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Rồi, giờ cũng 8 mấy các bạn ơi. Anh em chuẩn bị giờ đi thăm mấy câu chai của mình thả chiều nha các bạn. Chiều mình thả câu chai không à, không có thả câu vằn. Có ba mấy chai á. Anh em thả cách nhà cũng mấy cây số. Giờ mấy anh em chuẩn bị đi thăm nha các bạn. Đi. Rồi, giờ mấy anh em chạy ra chỗ thăm câu nha các bạn. Mấy anh em mới chạy tới chỗ nha các bạn. Tới thăm chai đầu tiên. Coi còn mồi mà móc lại luôn. Thấy chai này im quá. Lại tới không thấy nhúc nhích là hiểu rồi. Câu chai này nó dễ hiểu lắm. Còn mồi luôn hả? Không có giật gì. Câu chai này lại tới mà có dính là nó giật liền các bạn ơi. Phải như câu dân trai từ xa là anh hiểu tình em rồi ha. Thấy nằm em ru là không em rồi. Còn mồi luôn. Còn mồi nha. Con trai này cũng đỡ vụ hao mồi lắm. Hao mồi là lụm đó. Con nói chuyện tự nhiên con bộ ông nó bay vô trong họng rồi. Tao bộ hông dữ không biết. Trời ơi, tự nhiên mà không bị cuốn họng cái ngứa nó hồ hoài. Chỗ này sao dám nói chuyện nữa. Muốn làm chai gì. Mình thăm hai bên đây nha các bạn. Còn bên sông bển đây nha các bạn. Bên sông đằng khúc đằng kia có lục bình mấy anh em thả đằng. Khúc này thì có bờ bên đây không. Chai phịch phịch đồ nó sướng nha. Ngu không nãy giờ. Có hết mồi là có lý nha. Ừ.
theo chai rồi. Chẳng lôi vô trong lục bình nha. Đúng rồi. Cái công dây không thấy chai hả? Cái chân lụm nha. Có. Sao nó lôi cái chai vô thuốc trong đó luôn kìa. Cá bự thì cá bự nhanh không? Cá bự nó mới lôi cỡ đó nha. Cái chai sao nó lôi nổi? Đủ chai ra nè. Kéo nó ra ngoài trước đi. Thôi dưỡng dưỡng cái cây á. Cá luôn rồi trời, hâu bòi. Cái giật, cái giật. Đúc cái giật, cái này kéo nó ra. Cầm nó giật gần vô. Giật gần vô. Nó chạy vô trong đó nữa, giờ sao buông ra vậy? Nó bị mạnh lắm. Bự không, không dám chịu luôn á, sợ nó nắm mấy cọng dây dưới á, cọng dây trên á, cái thẻo nó dài quá. Đúng rồi. Dữ lắm, dữ lắm. Bự không? Tặc cước mày rồi. Ôi giời đã. Cái này dễ dữ thôi. Con này chắc mới dính thì còn mạnh nè. Nó rồi chứ bộ ơi. Rồi nó lôi cái chai vô trong lục bình luôn rồi. Chẳng thiếu không? Không thiếu không? Ôi ơi, con này mới dính luôn á. Cái to nè. Trời ơi. Vô. Ngon lành cành đời nha. Vô bạn ơi. Thôi thôi, coi nó cái không? Nước rồi, nước rồi. Nước luôn rồi. Ít lắm. Con trai này đa số là nước. Làm sao bây giờ? Nuốt lử rồi. Đem về luôn ha. Chơi về luôn. Ừ, cuốn chơi về luôn đi. Sao giờ? Để mình rộn luôn. Lại thấy cái chai mất tiêu là phái rồi. Đổ vô cho nó miếng nước à. Để công chuyện này. Vậy đi. Im. Con này ở cái rưỡi trở lên. Thôi lại thấy con chai mất tiêu, kiếm cái chai là thấy con dây căng vô trong lục bình là nó no rồi. Lôi cái chai đi luôn ha. Này nhờ dính lục bình lại, không dính lục bình lại lôi mất luôn, mình không kiếm được đâu. Tại nó lặn xuống dưới rồi, cái chai nó bị chìm đó mà. Nó chìm xuống dưới cái mấy cái gốc lục bình này. Mấy cái rễ này, mình giờ đâu có thấy được. ngon lành nha. Bởi vì có hết mồi là có tương lai mà. Chiều mình thả hai mấy chai anh đây. Qua nè. Hai mấy? Gần 30 chai đâu mà. 22-23 chai đó mà. Nhớ hai cái đó. Chút lưỡi hả? Bợ em nữa ơi, bảo cho em nữa. Bợ thì chưa đã. Làm em rồi lúc nữa thôi. Không thấy tín hiệu lại thấy em rô rồi, hiểu rồi. Mới giấc này nó ăn giờ nó tới sáng nó ăn mạnh luôn á. Cái này nước còn rộng. Thôi giờ cho trong đít nữa kìa phụ ơi. Trong không? Trong đít nữa nè. Không là trong đít còn biết có không nha các bạn. Không đâu. Nó lên cây. Lý thầm lên. Lý thầm lên giả nha các bạn. Thấy cái đít nó chảo lên rõ ràng. Lấy. Thấy nó chổng đít rõ ràng không biết kìa.
Trong đít tới giờ mày lại dính gì? Mày thấy rồi không ơi? Mày thấy rồi, thứ nhất lung linh nha. Ôi, ôi, ôi. Đó, nó mới trọng được đó. Coi cho này đi. Lụm nữa rồi. Trời nó dính rồi bạn ơi. Ôi, lôi dữ rồi. Còn mồi luôn. Cái này lôi dữ rồi bạn ơi, nhổng đít luôn rồi. Rồi. Bơi vô ngoài à. Nó bơi vô trong một bình này. Thấy rồi, cái này mới chổng thiệt nè. Đó. Tới rồi. Bơi cái này anh đây nè. Rồi giờ lúc cái tay xuống là nhổng đít luôn rồi. Thịt đít luôn rồi. Thấy cái vợt xuống liền, Đó, đó. Thả cái vợt xuống trước đi. Ừ. Thả sâu xuống dưới cho nó đứng cái vợt lên đi, ở dưới bợ lên á. Nó hô nhát. Ôi. Bự luôn. Bự luôn. Vô rồi. Nút lưỡi không? Nút luôn rồi. Rồi. Nút tới trong luôn rồi. Thôi. Ít dính lắm. Còn nha. Nút lưỡi là đa số, còn này bự hơn nữa bạn ơi. Ôi ơi. Nghe quăng tay lên đen ơi. Ôi, chấm phiếu. Đã nha. Rồi con nó quậy dữ lắm mày nha. Mày quậy dính chắc hơi lâu cái quậy cái mình nó mỏ nha nè. Nút lưỡi cho các bạn. Đây này, con này chắc thôi, con này 2 ký mấy luôn. Con này 2 ký không hết ạ. À. Đợi cái này lên này. À. 2 ký không hết đâu. Đó đã. Rồi vô hơi gung tay. Đó. Cao. Xin nóng trời. Cao phản cao. Con nào cũng nút lưỡi cho nha các bạn. Lưỡi nút ra nó tới trong cầu tử trong rồi. Con này 2 ký mấy này nha. Hai em này. Dạ. Hai em này có 4 ký à, gần gần 4 ký á. Sáng là có tin đó. Nhớ 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 rồi trong đây trai nè. Mắt chai nữa là phái rồi đó. Đây nè. Tưởng mắt chai nữa chứ. Đúng rồi, mắt phê chai nữa là Phật nha. Cái này xấu chứ ta. Ngon luôn. Ngon lành rồi. Lâu lâu thả 1 lần. Tới công chuyện luôn. Lâu lâu mấy anh em chơi lại cái môn câu chai này dòm thấy hấp dẫn nha các bạn. Lại tới rồi phịch chai lôi gịch thì sướng. Nhưng câu diện tốn mồi quá mà dính quá. Ừ. Ăn lần chứ bộ ơi. Ăn lửng à, ăn lửng. Câu chai mình dân mình thả là nó, cá nó ăn lửng rồi mà. Còn câu dân à, nó chìm tới đáy. Nè, cái dạo này mình đây. Dạo khoảng thước ngoài nha các bạn. Nước này cái dầm thọc, nó thì tạng chứ. Ăn lửng à, bởi mình thả câu dân không ăn. Ừ. Hai em đã không nè. Xin hai em cho hai em liền ha. Bự luôn cho em bự luôn giờ chịu à. Giờ này chịu giống chuyện chuyện mưa dưới ta. Sáng này có lỗ mắm này ha. Có chai trắng trắng phải cho mình không? Không phải hả? Nhớ đâu anh đây cái nè. Chứ kìa. Cây chai xanh ở cây C2. Quẹt cỡ này mà cái chai nó im ru. Hiểu không? Hết mồi là có lý nữa đó. Hết mồi là chỗ này có cá hả? Cái này có cá. Hồi nãy cái kia hết mồi cái là dính liền ha. Để sau là dính liền. Cái lưỡi này nó hơi nhỏ à. Lưỡi câu trai. Lưỡi câu trai nhỏ hơn cái lưỡi câu gì. Trời bữa nay đổi gió.
Trời mưa luôn á, nãy giờ thấy chết lạnh á. Mưa khuya đi bắt nhái luôn. Nó là quên bắt ếch luôn. Bắt nhái hoài. À. Tốt trong. Đây là thả bên trong nha các bạn. Làm em nữa không Tạ ơi. Xin đừng coi thêm nữa. Chiều ấy cô cái cục này nó chắc nó trâu vậy nè. Bên đây còn trai nữa là qua sông không ạ? Lui đi. Ê, 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 nhúc nhích đây rồi. Ui, ui, mạnh nha, mạnh nha. Lấy cái lái của anh đang ơi. Mạnh 50. Lấy cái lái cho nó dễ thật cái vật xuống. Lúc dữ lắm rồi, thọc bờ dưới bờ lên. Đó. Rồi. Chạy đi trong luôn rồi. Chạy đi trong luôn rồi. Bơi ra, bơi ra, bơi ra. Bơi ngược ra ngoài đấy. Chính này. Nhỏ hả quên. Ui, nhỏ sao chạy dữ hả? Nhỏ chạy ghê trời. Không thấy không? Rồi nuốt luôn rồi. Luôn nuốt thì chở mày về luôn. Sướng sướng nha. Sướng. Làm ba em ngon lành. Em này thì chắc cũng mới là bởi vì nó còn mạnh quá, lôi cái chai bự mà nó lôi nhổng đít nhổng đít ta. Nè. Nuốt tới trong địa tạng hay trống rồi. Nuốt lưỡi chân rồi. Ba con nào nuốt lưỡi. Đem cái vợt theo vô im à. Sống cái vợt theo đâu có sai lầm đâu chứ bộ. Cái vợt chụp con vịt sim đầu tiên rồi thấy con. Qua bên sông còn mấy chai nữa bạn ơi. Bên đây nước hơi cạn, thấy cái mồi bên đây chắc cũng im. Luôn. Bên đây nước có cái dầm à. Cái dầm. Nước bên đây hơi cạn ha. Bờ bển nó sâu hơn. Cái là buổi tối rồi nó ăn bờ bển, buổi sáng nó ăn bờ bên đây sao? Bên đây nước lớn khoảng bên đây sao? Ngồi luôn. Hay bỏ đại thôi đó. Nó tự trôi vô. Bên này như có 4-5 chai vậy à. Trước à. Còn ngồi. Nước lắm. Chai nữa. Hai chai. Nhìn đây 5 chai. Để có ba con ta. Xin hai con cho ba con chơi nữa. Ba con chơi này chơi cuối rồi bạn ơi. Mồi luôn. Chơi này sâu ta. Múc lên. Ố con cò luôn. Rồi hết câu. Mình ham mấy chai các bạn ơi, chưa được 30 chai nữa. Buổi sáng nó thu hẹp lại nha các bạn. Buổi tối nó dính ba con rồi, đem ba chai về. Ba con nuốt lưỡi cho ba con. Còn 20 chai. Con nào không nuốt lưỡi vậy? Ừ. Rồi dạ. Chuối quá trời luôn. Rồi, anh em về thôi. Con nãy chuối thả không hết nữa nè. Dính ba em. Sướng nha. Em chào bá. Con nó nhỏ nè, hai con kia bự.
quá êm bạn ơi. Sao nó dài quá ta nè. Hai con nào cũng dài sống vậy. Bây giờ mấy em chạy về, thành quả buổi tối được ba em khách ra quá em nhớ bạn. Lâu lâu khai trương câu trai lại cái thành quả sướng quá, cảm giác này chứ, cảm giác sướng này chứ, cảm giác lôi thịt trai sướng. Không chắc là anh em hai em đến rồi, anh giờ mà quá mừng rồi. Hai chú à, được bao con trời. Em mới giờ tới nhà các bạn, để thao xuống đằng tải cá lên hả? Quá sướng. Sáng nay là có mồi nha các bạn. Sáng phải là có mồi đó, ngon rồi đó. Bốn ký mấy rồi lấy vô hơn tư văn nữa thôi, lên tới nhà bỏ mấy chai ra coi còn mấy em đẹp trai không. Đẹp trai đàng hoàng nha, nuốt nó nuốt rồi tới giờ đâu nuốt có tay vào tử trong luôn. Con nào con lấy kìa, thiếu xíu nha các bạn, mang về với nhau. Ngày sáng là mấy anh em chắc ăn là có một cái nồi lẩu mắm rồi nha các bạn. Vậy chứ bà còn ngắm hàng rồi gì nữa. Còn buổi sáng nữa. Còn buổi sáng này chê, giác này dính gì là sáng là ngon rồi đó. Thấy ngon nào. Đây còn chuyện luôn á. Lâu quá rồi, không có đi thả câu trai, bữa nay đi thả lại cái trúng rồi. Hai mấy chai tính ra là ba con này là ngon lành đúng không? Ngon hơn rồi, hai mấy rưỡi xiên luôn, hai mấy rưỡi mà ba con, còn câu văn của mình cái mấy trăm lưỡi, mấy trăm lưỡi cái dài này mét dài cái kia mét cái này tới mét mấy dài này nó mấy cái ấy dài vậy nên dài cả mét mét hai rồi nên cá này ăn lừng không ha. Bởi thả mình thả sát cái ít dính nó phải. Con nào cũng nuốt lửa cho ăn sáng lẩu mắm con còn nhiều cũng ăn hết rồi. Thả lại đi hết. Nuốt lửa rồi đâu gỡ ra xong. Con này nuốt sâu rồi. Cũng tới chung. Con nào nó nuốt rồi luôn. Thì nó tới bao tử rồi còn gì nữa. Con nào cũng tới bao tử rồi. Thành quả hôm nay của mấy anh em nha các bạn. Đi thả câu trai. Câu trai cá cha này chắc đâu mình 7-8 tháng mình chưa thả. Đúng rồi, đúng rồi. Thả đầu lắm rồi. Thì từ lúc có trải nghiệm trên lòng cho nó bây giờ. Mấy anh em không có thả câu trai luôn. Hôm nay thả lại trúng đậm nha các bạn. Tính ra hai mấy lưỡi, ba con ngon lành, quá sướng rồi. Lại thấy chóng đầu. Cá này bây giờ chắc mấy anh em rộng lại nha các bạn. Tại tối rồi. Thì mình rộng lại sáng mấy anh em sẽ nấu lẩu. Thì chắc Phương cũng xin kết thúc video ở đây. Phương xin kết thúc cái phần 1 chuyến thả câu trai cá tra của mấy anh em ở đây. Sáng Phương sẽ tiếp tục đi thăm và quay làm cái phần 2 gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn sau. Thì sáng nay mấy anh em thăm câu rồi làm cái phần 2. Phần 2 thì Phương sẽ đăng bên kênh Khám Phá Miền Tây nha các bạn. Bạn sáng mấy anh em đi thăm rồi về làm món luôn các bạn ơi. Ăn mừng nha. Làm món luôn. Thì phần 2 là Phương đăng bên Khám Phá Miền Tây. Còn phần 1 này thì Phương sẽ đăng bên kênh Phương Miền Tây. Trước sau gì giá tí bây giờ sáng có không có gì mình cũng có cái nồi lẩu rồi các bạn. Thôi Phương xin kết thúc phần 1 ở đây. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 vào sáng mai mấy anh em sẽ đi thăm. Có thành quả về ngày mai mấy anh em sẽ nấu lẩu mắm cá tra nha các bạn. Để gì đây chứ đừng cứ tháo ra là nó chết. Để gì nó mới sống nè. Giờ đóng đi. Phải thiền.